Pioneer 7600 các bác nhá. Dòng này thì mặc định là chơi nhạc nó sẽ hay rồi. Với những con âm ly này mặc định luôn cho anh em là chất âm hay. Anh biết em đi chẳng trở về. Ghép với F45. Liệu khuất với xương tre. Em đừng quay lại nhìn anh nữa. Anh biết em đi chẳng trở về. Bát thép cầu loa A cộng B. Cao lớn. Không phải loa, vì anh đường vào tín hiệu. Chẳng tại em hoa khu tàn tạ rụng về thềm. Ân tình sớm nở chiều. Với con âm ly này anh em ghép vào đôi loa Pioneer nữa là chuẩn bài luôn. Mặc định luôn, nhấn mạnh anh em điều đó là được một bộ âm thanh hay. Âm ly thì size 42, chiều dày nó cũng bằng cây con 7800, nó cũng tầm khoảng 15, 16, 15. Đấy. Bề ngang 42, đèn vu, kim vẩy, 4 sò than. Con này nội thất và ngoại thất đều mới đét luôn. Nội thất mới lắm anh em nhé. Hàng zin tuyệt đối. Nước sơn đằng sau anh em thấy là bóng loáng luôn. Và cửa hàng đang bán ra mức giá rất rẻ phải chăng, 4,5 triệu, 120W, 100V, âm ly cổ đèn vu. Anh em ghép vào những đôi loa bát 30 đổ lại thì nghe nhạc vàng mặc định hay luôn. Có Pioneer thì chuẩn bài luôn. Trời không được tình âu yêu.